Bây giờ bắt đầu từ phần 6 của chủ đề số chương số 3 này thì chúng ta học đến là Hankuke Munho Yusa Methun Than Thekunto. Chúng ta sẽ học đến những cái di sản văn hóa. Munho Yusa là di sản văn hóa đấy các bạn. Di sản văn hóa, và mình tìm hiểu đến Methun là cái cối, cối xay đấy các bạn. Ngày xưa giống như chúng ta, ngày xưa chúng ta chưa có những cái máy móc mà nghiền bột, nghiền này kia, thì chúng ta dùng cái cối xay. Cối xay đúng không? Cho nên là gì đây, mẹt thôn. Cái này ngày xưa Hàn Quốc cũng dùng cái cối xay để xay gạo thành bột, xay này xay kia. Và gì đây, than. Than là cái mặt nạ. Mặt nạ. Ví dụ như ở Hàn Quốc ấy, có cái múa mặt nạ đấy các bạn, truyền thống đấy. Ngày xưa đó, các bạn coi phim Vua Chúa, người ta hay đeo mặt nạ này, ta múa đấy các bạn. Đó, than mặt nạ, taekwondo là cái taekwondo ha, cái môn võ taekwondo. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái gì liên quan đến những thằng này. Thì bây giờ tìm hiểu liên quan những thằng này thì người ta sẽ hỏi trước tiên là di sản văn hóa. Câu tiếp theo là câu 161, người ta hỏi Hankuke UNESCO 세계 유산에는 어떤 것이 있습니까? 한국의 유네스코, 유네스코 đấy các bạn. 세계 유산에는, di sản văn hóa thế giới, thì có những cái di sản nào? 어떤 것이 있습니까? UNESCO là UNESCO của mình công nhận những di sản văn hóa, được UNESCO công nhận đấy. Thì là 세계 유산 là di sản văn hóa thế giới, thì có những cái nào đây? Chúng ta sẽ trả lời là một số này như cái này như sau. 종묘, miêu đấy các bạn, 종묘, hoa sang, sốc cù lao, bún cục xà, trang tục cung, chô sang hoa đơn tử ni ít chô sang hoa đơn tử đi ít xâm nì. Thì có những cái di sản văn hóa mà thế giới công nhận Seike Yusan nha các bạn. Khi người ta bảo là UNESCO Seike Yusan, di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa phi vật thể nữa, vân vân. Thì cái đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tại vì nó có nhiều di sản văn hóa, di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa gì đây, phi vật thể, vân 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 vân. Thì ở đây nó có khác nhau, hai cái này nó khác nhau, cho nên các bạn phải để ý những cái từ này để người ta hỏi di sản văn hóa thế giới, mình trả lời di sản văn hóa thế giới. Hỏi về cái gì, di sản văn hóa phi vật thể, mình trả lời di sản văn hóa phi vật thể. Ở đây trước tiên là di sản văn hóa thế giới, các bạn nhấn điểm chính này cho cô nghe. UNESCO Seike Yusan, Seike Yusan, 어떤 것이 있습니까? 종묘, là cái miếu đấy các bạn, miếu vua chúa nữ hoàng ngày xưa đấy. Và gì đây, hoa, hoa sơ, những cái di sản văn hóa. Sông Cù Ram, Sông Cù Ram này cô nhỉ, Sông Cù Ram, và như là lý bắt chìm lên, Sông Cù Ram, Sông Cù Ram bùn cúc xa, trang tộc cung chỗ sân hòa nâng tự y ít xâm lý đa, chỗ sân hòa nâng tự y ít xâm lý đa, chỗ sân hòa nâng tự đi, chỗ này, nghiên mà gặp N, R đấy. Bạn nào mà học phát âm hôm trước, như ví dụ như Lan đấy, học là hôm trước ở lớp 3 của chúng ta đấy, cái nghiêng mà gặp niên thì chúng ta gì đây, đọc thành chữ N. Thì chỗ này chúng ta đọc chỗ sơn hòa nưng. Nghiêng mà gặp R thì đọc như chữ L. Cái thằng điên này đọc tiếng chữ L. Chỗ sơn hòa nưng từ ni isumida. Đây là câu trả lời, cho nên chúng ta gì đây phải học cái phát âm làm sao cho nó trả lời cho nó ok, người ta nghe rõ ràng nha. Thì cô nhắc lại, Jomyo, Jomyo đấy. Nếu là mô thì chúng ta đọc là m, mô, nhưng mà đây là vô, thì chúng ta đọc với m, với i, với o giống như thế, Mio, Jomyo, đọc nhanh lên nhé, chúng ta là Mio nhé, Mio, Mio đọc nhanh lên. Jomyo hòa sang, sốc cù ram, cù ram, đọc lý lên. Sốc cù ram bùn cù sa, trang tộc cung, 조선과는 등이 있습니다. Có những cái di sản văn hóa mà thế giới công nhận, đó là ví dụ như
miếu cổ của ngày xưa, miếu vua chúa này, rồi hoa sơn này, và sơn cũng làm những cái am, những cái tự đấy, am tự đấy các bạn, cổ ngày xưa thằng Kiến Diêu Dụ mình ở Huế đấy. Thế rồi à, những cái di sản văn hóa ở Huế có nhà cổ, những cái vua chúa ngày xưa đấy, vân vân đó. Thì ở đây Hàn Quốc nó cũng thế, chân tốt cung vân vân, chùa sơn hoàng hoàng nâng từ đi xong này ta, những cái công trình kiến trúc cổ xưa đấy các bạn. À, được di sản văn hóa thế giới giống như mình đã, Huế chùa Hương chùa này kia đấy. À, những cái mà nó được công nhận là di sản, những cái công trình kiến trúc mà nó cổ lâu đời ấy. Rồi tiếp tục người ta hỏi tiếp theo câu 162, ví dụ như người ta không hỏi là di sản văn hóa thế giới mà người ta hỏi về cái là Hankuke UNESCO, cũng là UNESCO, nhưng mà In như mù hăng mùn hoa dù san này nữa. In như à, in như mùn hăng dù mùn hoa dù san này nữa. Ờ, tâm có gì xem này cả. Cái này không phải là CK dù san, di sản văn hóa thế giới, mà là In như mù hăng mùn hoa dù san này sao? Đây là di sản văn hóa phi vật thể. Phi vật thể là cái gì các bạn? Là những cái mà nó không tượng hình, như ví dụ như ở đây là di sản văn hóa thế giới là nó miếu đền chùa à thế này thế kia, nhưng mà di sản văn hóa phi vật thể là nó không phải là cái vật, các bạn phải hiểu, nó không có giá trị gì cả, nó không giá trị về tiền bạc hay là gì, nó không phải là một cái vật mà nó là gì đây? Pansori. Pansori là các bạn biết biết cái múa mà độc thoại không các bạn? Các bạn có nghe Pansori mà một cái người múa, chỉ có một người múa hát và chỉ có một người đàn lên hát vân vân đấy các bạn. Hát giống như hát chèo mà hát tuồng ở ngoài ngoài Bắc chúng ta đấy. Đó. Đó. Một người độc thoại thôi đấy các bạn, chắc là xem tivi thế này thế kia các bạn cũng nghe những đó là Pansori đấy các bạn. Giống như hát chèo hát tuồng ở bên Việt Nam chúng ta đấy. Người ta hát chỉ một người thôi, một người đọc diễn đứng lên hát thôi đó, cho nó đó là gọi Pansori. Can can xuân lên, can can xuân lên là gì, là gì múa vòng tròn chúng ta đây đã học những cái này rồi. Chun ta à, chun tha ki, trò chơi đi lên cái dây. Có một cái trò chơi ấy, không phải là trò chơi mà đi lên dây ấy, những người đi lên dây, họ đi lên dây xong họ múa đấy các bạn. Một cái dây mà họ kéo giống như cái dây thừng thôi, nhỏ xíu như thế mà họ đi lên trên đấy và họ cũng múa được ở trên đấy luôn, cầm quạt múa được trên trên đấy luôn. Đây, những cái đó chắc các bạn đã nhìn qua hết rồi. Đó, đó là chuân tha ki đấy các bạn. Những cái người chuân tha ki này rất là tề tân ha tà đấy, rất là gì giỏi giang, cứ một cái dây nhỏ xíu mà họ còn luyện tập rất là nhiều các bạn. Đi lên cái dây đó họ cũng múa được luôn, không phải trong phim đâu, ở ngoài đời đấy các bạn. Ở ngoài đời các bạn thấy chưa, chứ cô này cô đã thấy rồi đó, họ đi lên cái dây họ múa đấy các bạn. Mình nhìn tưởng như là xiếc, giống như xiếc họ nhìn thấy giống như là người đi trên mây đi các bạn. À, nhìn thấy hay lắm, chẳng những đi lên mà còn họ múa lên cái dây nữa nữa. À, và tiếp tục là serum động vật, chun ta đi kì, trò chơi kéo co, kim trang từ đi xem đi, kim trang, kim trang là quá quen thuộc với mình đúng không, sắp tới mùa đông nữa này, kim trang nữa này, muối kim chi. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể, ở đây là di sản văn hóa thế giới, cho nên giữa hai cái nó có sự khác biệt với nhau. Phi vật thể như cô nói, phi vật thể là nó không tượng trù bằng cái vật, mà gì đây, nó không có cái một giá trị về tiền bạc hay như thế nào đó, mà là gì đây, những cái truyền thống. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có hát tuồng, hát chèo, hát cải lương vân vân, đó là gì đây, hoặc là múa rối, múa nước gì đó vân vân. À, đây là cái truyền thống, những cái truyền thống, hay nói cách khác là những trò chơi truyền thống liên quan đến này, can can su lê này, đúng rồi, của truyền thống Hàn Quốc này, chun tha ki chỉ có Hàn Quốc mới có thôi, serum nữa này, và chun ta đi ki này, à, kim trang này thì ở chỉ có Hàn Quốc mà thôi. Những di sản văn hóa mà nó phi vật thể, không không nó không tượng trù thành như cái vật 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 đây này, những cái này là vật này, mà những cái này là đền chùa cổ xưa, những cái công trình kiến trúc cổ xưa mà được thế giới công nhận là di sản văn hóa. Còn ở đây là những trò chơi, những cái phong tục tập quán từ xưa đến nay của Hàn Quốc, à, mà nó là một cái di sản phi vật thể, cho nên hai chỗ này các bạn
để ý cho cô ha. Một cái là sơ chê du du sang, một cái là gì đây, in you, mu hơn, mu hơn là gì đây, không có hình đấy các bạn, vô hình đấy, mu hơn, mùn hoa du sang, di sản văn hóa phi vật thể. Giữa hai cái nha, người ta hỏi phi vật thể mình trả lời phi vật thể nha, người ta hỏi là gì đây, phi vật thể mình trả lời là sơ chê du sang là cũng sai nha các bạn. À ví dụ như CK du sang, à mình sao mình thấy là hỏi du sang mà di sản văn hóa mà mình trả lời này người ta bảo là sai, người ta đánh máy là sai. Không phải, mà vì người ta mình nghe chưa kỹ là di sản văn hóa phi vật thể hay là di sản văn hóa thế giới. Đó có những cái câu mẹo như thế. Thì các bạn gì đấy, nếu mà các bạn trả lời người ta hỏi phi vật thể mà các bạn trả lời gì đấy, CK là nó đâu có khớp. Đương nhiên là nó sai rồi, cũng là di sản, mình nghe cái du sang cũng là UNESCO. Cũng tất cả đều UNESCO công nhận hết. Nhưng một cái phi vật thể thì nó có đặc. Còn một cái di sản CK du sang, di sản thế giới mà được UNESCO công nhận, hai cái hoàn toàn khác nhau, đáp án nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta phải điểm chính ở đây ha. Ở tên cờ C, điểm chính là chỉ có hai thằng này để chúng ta phân biệt. Trong hai câu, họ sẽ hỏi một câu chẳng hạn. À, thì câu nào để chúng ta trả lời cho chính xác? Rồi bây giờ câu tiếp tục nè. Câu 163. Đây câu 163. Xong những cái này rồi đấy ha. Rồi bây giờ đến một cái di sản nữa. Đó là một cái di sản văn hóa nữa. Thì ở đây là di sản này là gì đây? Hankuke UNESCO, cũng là UNESCO giống nhau. Seke Kirok Yusang Enung Oton Kosi Isumika. Được à, những cái gì đây? Seke Kirok Yusang. Seke Kirok Yusang là những cái di sản mà là gì đây? Ghi được ghi chép đấy các bạn. Mà được thế giới công nhận hoặc là được UNESCO công nhận những cái di sản mà tư liệu thế giới của Hàn Quốc được UNESCO công nhận. Đây này, Seke Kirok Yusang. Những cái tư liệu. Tư liệu là gì? Những cái tư liệu mà được sao chép nè, sao chép từ thời này sang thời khác đấy các bạn. Ví dụ thời vua này có một quyển sao chép tự truyện, ví dụ như cuộc sống của vua và xảy ra ở cái thời này nó có xảy ra những cái gì biến chứng gì. Ngày xưa đâu có thời sự, đâu có báo gì đâu các bạn, họ viết vào một cái quyển, đúng không? Mình coi phim ngày xưa, ví dụ Trung Quốc cũng vậy. À mình coi phim ngày xưa mình biết đó, ngày xưa vua chúa thì chỉ có một người ghi lại, à vua chúa thời này thời như thế nào, ghi lại sổ sách hoặc là ghi lại sách thời này có vua này vua kia thì truyền mới đến đời sau chúng ta mới biết là ở thời này nó có cái này, thời kia nó có cái kia, đúng không? Nếu không có sự ghi chép đấy thì chúng ta đâu biết là ngày xưa nó có cái gì, ngày xưa đâu có thời sự hoặc là đâu có mạng miệt gì đâu. À thì gì đây, đây là những cái CK kỳ đốc du sang tư liệu, à những cái tài sản tư liệu mà được của Hàn Quốc mà được UNESCO gì đây công nhận, à, là gì đây, di sản tư liệu thì có những cái gì? Cái này là CK du sang và à gì đây, à Yêu Muôn Hoa, à Muôn Hơn du sang, à và bây giờ thì nó có là CK kỳ đốc du sang, những cái tư liệu, à những cái tư liệu di sản, tư liệu mà gì đây, à, tư liệu được thế giới hoặc là được UNESCO công nhận đấy, thì nó có những cái di sản tư liệu nào? Thì bây giờ mình đi tìm này. Hung Minh Trường Hùng, đây là gì các bạn? Hung Minh Trường Hùng quá quen thuộc rồi, đúng không? Đó là cái bản Hung Minh Trường Hùng đã dạy chữ gì đây cho đúng cho dân. Cho sang quang cho siro, chô sang quang chô xin lâu là những cái sổ sách ghi chép lại những thời Joseon, những ông hoàng thời Joseon đấy các bạn, như hồi nãy cô mới vừa nói.
đó là thời Joseon, ông hoàng nào đầu tiên, ai là lập ra thời Joseon, xong cái ông hoàng nào, ông hoàng hoàng, đây là cái sổ sách chuyên ghi chép về những cái thời vua chúa của thời Joseon này này, vua chúa nào, vua như thế nào, hoặc là sinh hoạt như thế nào, vân vân. Thì ở đây là Joseon Quang So, Joseon Hoàng Châu Sĩ Lộc. Và Nam Trung Miễn Kỳ, Nam Trung Miễn Kỳ này là của ông Y Sun Sin Chàng Quân, ông viết ra đấy, một tí nữa mình sẽ tìm hiểu đến những cái này. Và tiếp tục nữa là gì đây? In Sơn Rock Từ Đi Isum Nita. Có một quyển In Sơn Rock, cũng là cái quyển gì đây? Ghi chép lại những cái gì là gì đây? Những cái việc gì mà đặc biệt, hoặc là những ghi lại những cái tướng tài hay vân 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 đấy, những cái ngày xưa đấy, những cái việc ngày xưa đấy. Và ở đây mình sẽ trả lời như thế này nha các bạn. Đó, nó có những cái tư liệu di sản, di sản mà tư liệu như thế này, thì các bạn nhớ cho cô Hồ Minh sinh năm thì nó quá quen thuộc với mình đúng không? Joseon Hoàng, Joseon, Joseon Hoàng, Joseon Nam Trung Miễn Kỳ, In Chân Rục Từ Đi Xem này, tại nó có 1, 2, 3, 4, 5, 4 cái là tin được rồi. Bạn nhớ cái này cho cô. Mỗi di sản khác nhau ha. Như cô nói, trong 3 câu này họ có thể hỏi một câu này, họ hỏi câu này, hoặc là hỏi câu kia, hoặc là có thể họ hỏi gì đây, 1 đến 2 câu. Có thể hỏi những di sản này luôn. Đi thi sẽ có một trường hợp người ta hỏi di sản đấy nha các bạn. Đó, cũng có nhiều vào nhiều câu di sản lắm đấy. Rồi, nhớ cái phần này cho cô nhé. Ba cái mình phải nhớ. Di sản tư liệu là như thế nào? Di sản phi vật thể là như thế nào? Di sản thế giới là như thế nào? Di sản văn hóa thế giới là như thế nào? Thì bây giờ tiếp tục. Câu 164. Sê kê kỷ lục dù sang ý rằng mua xin cả. Gọi là tư liệu di sản. Gọi cái đây là sê kê kỷ lục hồi nãy cô mới nói. Thì gọi tư liệu di sản là như thế nào? Tức là tư liệu di sản thế giới là gì để hay nói cách khác? Di sản tư liệu di sản hoặc là di sản tư liệu đấy. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là gì đây, những cái này gọi là gì đó, ví dụ như Hồ Minh Trương Ung Châu Sơn Hoàng Châu Sơ Rốt Nàng Trung Yên Kỳ Yên Trơn Rốt, thì những cái này gọi là gì đây, tư liệu di sản, thì những cái này tư liệu di sản, cái từ tư liệu di sản gọi là gì, thì ở đây chúng ta trả lời này, dược xa, dược xa sở na môn sơ, dược xa sở na môn sơ là gì đây, là nói đến những cái bản ghi chép như là gì đây, lịch sử, những cái bản ghi chép lịch sử này, dược sa sờ na môn sơ, môn sơ, môn sơ là cái bài văn hoặc là cái sự ghi chép đấy, là ghi chép về lịch sử. Chép tư trường sê kê quy trung hành kỳ đốc mùa đương mà thăm nì đạo, kỳ đốc mùa đương mà thăm nì đạo. Thì ở đây cả câu này chúng ta sẽ nói là gì đây, là những bản ghi chép gì đây, quý báu, như là gì đây, ghi chép sách hoặc là ghi như sách lịch sử tài liệu vân vân và vân vân. Trần xe ke kỳ trung han kỳ đốc, kỳ trung han kỳ đốc mùa rừng mà ra mì ta, kỳ trung là gì đây, là quý báu quý trọng đấy các bạn, kỳ trung ha ta, kỳ đốc là ghi chép, môn là vật, vật ghi chép. Gọi tư liệu gì gọi gì đây, tư liệu di sản văn hóa là gì, thì chúng ta trả lời đây, đây là một cái vật ghi chép, một cái vật quý báu để ghi chép lại của thế giới trơn trơn xề kề, của thế giới trước đấy các bạn, của thế hệ trước, hay nói cách khác trơn xề kề là thế hệ trước đấy, của thế hệ trước. Đây là những cái bản gì đây, vật ghi lại, vật ghi chép lại những cái việc mà quý báu, kỳ trung hành kỳ đốc, quý báu như là sách này, hoặc là gì đây, tài liệu này, hoặc là lịch sử này, sẽ ghi lại những cái đó.
sách, tài liệu, lịch sử, vân 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 vân. Hay nói chính xác là gì đây? Là cái này là gì? Nói đến cái bản ghi chép quý báu trên trên thế giới hoặc là cái từ khắp thế giới vân vân. Và gì đây? Với những tư liệu như là sách, lịch sử hoặc là gì đây? Tài liệu vân 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 vân. Dược xa na, dược xa giờ na muôn sơ. Chết tư, chân xe kê ê, kỳ trùng an, kỳ rung, kỳ rung mùa rừng, mà răng nhị đà. Chỗ này các bạn nhớ cho cô kiếp mà gặp miêu. Thì chỗ này chúng ta đọc giống như là N. Kiếp mà gặp niên thì đọc giống như N. Cái kiếp mà gặp miêu, cô nhà mẹ đọc giống như là N. Bây giờ cô nói lại một lần nữa, kiếp ấy, sau này chúng ta nhìn ấy, kiếp ấy, kết thúc bằng kiếp mà bắt đầu bằng nó là niên miêu. Kết thúc bằng cờ mà bắt đầu bằng nó là N và M đấy. Thì cái thằng K này được đọc bằng chữ N. Ví dụ như hôm trước mình có từ chặn nhân đấy các bạn. Người ta viết là chắc nha. Nhưng mà vì sao mình đọc là chặn nhân? Ha, thì là gì đây? Nó bị biến âm. Thì chỗ này kỳ rông mùa đứa. Kỳ rông. Chứ không đọc là kỳ rốc nha. Tại vì nó kết hợp gì? M phía sau này muôn này. Kỳ rông mùa rừng mà năm đi tả. Kỳ rông. Kỳ rông mà rừng. À, kỳ rông mùa rừng mà năm đi tả. À. Kỳ đâu mùa đức mà nè ra. Cô nhắc lại một lần nữa. Giật xa. Giật xa sở nào muôn sơ. Chắc tương chân sẽ kê. Kỳ trung hành kỳ đông mùa đức mà nè nè ra. Bởi tư liệu di sản văn hóa là gì? À, người ta hỏi câu này. Chẳng hạn người ta ghép thêm một câu này. Người ta hỏi bội thêm. Chẳng hạn. Thì ở đây mình hỏi là à, có những tư liệu di sản văn hóa gì? Mình nêu ra hết cái này rồi. Người ta lại hỏi một câu chẳng hạn. À, tư liệu di sản văn hóa gọi là gì? À, tư liệu di sản văn hóa gọi là gì đây? Những cái kỷ vật hay nói cách khác, những cái vật ghi lại cái sự quý báu vân 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 vân. Những cái ghi chép quý báu đấy. À, ghi những là nói về những ghi chép quý báu của gì đây, của thế giới như là sách này, tài liệu này, lịch sử này. À, wow. Rồi bây giờ mình đi tìm hiểu đến từng cái ví dụ như ông ạc này, và đi từng cái than su đi này, đi từng cái chun tà đi ki này, mình đi từng cái này hết. Ví dụ như đi tới xe kỳ đốc hữu sang thì nó có những cái này. Những cái này là những cái gì mình bắt đầu đi tìm hiểu này. Và nãy ví dụ như chun tà đi ki than su đi hoặc là gì đây, sa môn nụ ly vân vân vân, thì nó có những cái di sản văn hóa khác nữa. Thì chúng ta đi tìm dần từng cái này. Ở đây sẽ có một cái âm nhạc truyền thống nữa này, đó là câu số 165 nha. Câu 165 nha, ở phần phía dưới. Khoe khoa đi chàng cu phúc chi nè xe cả chi akiro yên chu tuệ nâng ấm mạc tô hăng cứ ấm mạc khoa hăm kê hà nâng nổ đi nâng mô xì mì cả. Sẽ có bốn cái gọi là âm nhạc, ví dụ như có bốn loại nhạc cụ như là trống này, bút này, à, và gì đây, trống bút rồi gì đây, trống cái trống gì đây gọi là trống trang cu và cái chim. Ba loại cái âm nhạc đó nó sẽ gì đây? Hòa hồn lại xe cà chi. Nào là khuét khòa đi chàng cuôn bút chinh. Cái này là cái dụng cụ âm nhạc thôi các bạn. Đó, đây là dụng cụ âm nhạc như người ta gọi là cái trống này, cái trống chàng cu này, cái chiên này, vân vân. Ba bốn loại âm nhạc này nó hòa hợp với nhau. Xe cà chi ạc kì rô dẫn chu tê nương ôm ạ. Chúng ta để ý chỗ này. Chỗ này là điểm chính này.
bốn cái âm nhạc đó sẽ cùng nhau giận chu tê tả là gì đây, biểu diễn giận chu tê nâng âm ạc là âm cái âm nhạc được biểu diễn bởi bốn loại nhạc cụ này và gì đây tổ hán cửu mặc khoa hàm kê hà nâng nụ đi còn nữa cái âm nhạc đó và cùng nhau gì đây cùng nhau là gì đây kèm theo là những cái âm nhạc không những là nó âm nhạc mà nó còn ham kê ha nên nụ đi nó cùng nhau chơi nữa cùng nhau hòa tấu lên hay nói cách khác thì cái âm nhạc đó gọi là âm nhạc gì hay nói cách khác hay là cái trò chơi đó gọi là cái trò chơi âm nhạc gì thì ở đây mình sẽ trả lời là samun nụ đi thì mình ta samun nụ đi trò chơi âm nhạc bốn cái chấm gõ samun nụ đi đấy mình nghe được bốn cái thằng này là mình đoán được cái chợ người ta sẽ hỏi trò chơi gì đó nhưng mà cái điểm chính này cái âm nhạc nào mà xê cả chi mặc lo dần chu tề nâng ưng mặc gì đây nó sẽ gì đây hòa hợp với nhau biểu diễn cái âm nhạc và biểu diễn hòa lại ba cái âm cụ đó là gì đây khuét khoa đi chàng cu bút chinh ha thì ở đây người ta hỏi gì bốn cái âm nhạc này nó hòa hợp lại để đó gì đây biểu diễn thành một cái âm nhạc vừa là trò chơi âm nhạc vừa hòa hợp lẫn nhau thì cái trò chơi âm nhạc đó gọi là trò chơi gì đó là samunuri chúng ta mà học ở cái phần lớp 4 nó cũng có trong cái samunuri này mà chúng ta tìm hiểu lớp 2, lớp 3 thôi về âm nhạc truyền thống thì nó có samunuri này này các bạn cái samunuri này đấy đó là cái phần chống gõ này không biết các bạn là gì đây có xem chưa là ví dụ như trong cái những mà cái lễ hội hay gì hay như thế nào đó thì nó có những cái này nữa các bạn để ý hôm nào mình có coi trên tivi hay như thế nào đó nó có những cái này hết cái truyền thống Hàn Quốc là vào những ngày truyền thống hay ngày lễ hoặc là lễ hội gì đó nó hay đưa vào gì đây đưa vào hình ảnh hoặc là gì đó ngày xưa thì không có corona đấy thì nó hay biểu diễn ấy. Biểu diễn ở ngoài trời đấy các bạn nhưng mà gì đó bây giờ là corona rồi không có biểu diễn ngoài trời nhưng mà trên tivi phim ảnh thì nó vẫn có thì các bạn nhớ cho cô khi người ta hỏi mình nghe cái gì mà trống giềng rồi tùm lum hết và cái câu cuối cùng là bốn cái âm nhạc hòa hợp lại để biểu diễn thì là chỉ có là samun đi mà thôi tiếp theo nha rồi bây giờ người ta đi hỏi đến từng cái này để cái thanh này nãy cô mới nói này cái mặt nạ này thì bây giờ câu 166 người ta hỏi gì liên quan đến cái mặt nạ này thì mình trả lời làm sao được cái mặt nạ này đây ôi cu rưng ca đi cỏ na bù lê cha xin khoa nữa ta đưa kê cu mi ki quỷ hê Sa-ram nhì na, tông mù rê, ồn cun mù yàng ư, bùn thô mạnh tư rơ ồn cù rê, sư nâng cù tu nâng mù sư nịt gà. Ồn cun nâng ca rơ cỏ na, che cái mặt lại, hoặc là bùn lê cha xin khoa nâng ta rơ kê cù mi kì vệ sơ. Để trang điểm cho gì đây? Cho gì đây? Cho bản thân chúng ta trở nên khác đi. Và Sarami na tông mùa đê ổn cun mùa yang ngân bun thổ mạnh tơ rơ ổn cu đê sư nương tô cục cái cụm này là chúng ta cần cần phải chú ý này đó là cái vật dụng tù cu là cái vật dụng nào mà sử dụng để đeo lên cái mặt ổn cun là mặt đấy các bạn làm giống như là gì đây đeo lên hình dạng giống như hình dạng gì hình dạng động vật và hình dạng con người thì cái đồ cái dụng cụ đấy gọi là cái dụng cụ gì cái dụng cụ là thanh mặt nạ ở trên đây người ta đã nói nếu như chúng ta bắt được chỗ này thì chúng ta trả lời được câu này này ôn cô nên ca đi còn à che mặt lại che cái mặt lại rồi gì đây trang điểm lên các bạn các bạn thấy cái đèn người ta đeo mặt nạ đấy đó đây là những trò chơi truyền thống này những cái hát bội hát gì truyền thống của Hàn Quốc đấy chúng ta mình nhìn trên tivi là chúng ta biết đó này che cái gì đây che cái mặt mình lại và gì đây để trang điểm cho cái bản thân mình trở nên đẹp hơn đấy các bạn trang trí đấy thì họ sẽ đeo cái dụng cụ lên cái mặt của họ
với cái hình giống như là hình dạng mùa dăng. Mùa dăng giống như là mùa dăng gì, tông mùi động vật, hoặc là hình dạng sa đăng con người. Thì cái dụng cụ đó gọi là cái dụng cụ gì? Hả? Cái gì mà đeo lên mặt để hóa trang đấy các bạn, đeo lên mặt hay gì gì đây, mặt người hoặc là mặt gì đây, động vật thì chỉ có là gì đây, mặt nạ mà thôi, chỉ có thai mà thôi, đúng không? Đó thì ở đây người ta hỏi nha, các bạn phải nhớ lúc nãy là người ta hỏi là sa mô nụ ly cái trống chiền thế này thế kia, mình bắt được trống chiền và bốn âm nhạc cùng nhau gì đây tấu diễn, thì ở đây chúng ta bắt được cái gì, chúng ta bắt được cái gì và đeo lên mặt và gì có hình dạng giống người giống động vật để che cái mặt đi hay gì đó vân vân đó, thì chỉ có mặt nạ thôi, đeo lên mặt mà hình dạng hình này hình kia thì chỉ có mặt nạ thôi đúng không các bạn? Và tông mùa nị na ổn cun muôn dân mùa dân à, hình dạng gì đây, mặt động vật hoặc là mặt con người thì chỉ có mặt nạ mà đó à, thằng thằng là mặt nạ ha, tha đi nị ta. Rồi tiếp tục người ta hỏi đến một cái nữa, đó là thân chùm múa mặt nạ. Người ta hỏi đến dụng cụ thì mình nói mặt nạ, nhưng bây giờ người ta hỏi đến múa mặt nạ các bạn ạ. Múa mặt nạ chắc xem rồi đúng không, đeo lưỡi mặt nạ lên là bắt đầu múa đấy các bạn. Han saram to nưng yoro sarami kamang ro ôn cô nhìn na mơ đi chân che đơn ta đi cô ta đơn nhìn môn tông môn tô nữa cho cha dẫn chích chôn che tưng ngửa đồ buồn chăng hăn hú ôm mặt kè mà cho chôn chôn môn chú cô tại sao đâu dẫn cứ hà nâng có sơn mùa xì lạc của hà mịt cả hàn sa đam tô nương gia đà sa đi, một người hoặc nhiều người họ sẽ gì đây đeo cho mình biểu diễn, một số người che toàn bộ cái khuôn mặt của mình ổn cô nì na kha mang ngừ mơ ổn cô nì na mơ đi trần che ca đi cô che tổng thể cái mặt của mình à, ổn cô nì na mơ đi hoặc là gì đây cái đầu che tổng thể là hết, trên che là tổng thể, che lại cadico, cadico giống trên này nè, che lại. Và gì đây? Với cái hình dạng sẽ hóa với hình dạng khác giống như là hình dạng gì đây? In moon. Giống như cái hình dạng gì khuôn mặt hoặc là mặt nạ để hóa trang thành gì đây? In moon là người khác đấy, hoặc là động vật, hoặc là sinh vật, vân vân. Tông moon, in moon, ta đứng in moon, tông moon, tô nữ, chô cha. Dân chụp à, và là gì đây, sau đó là gì đây, sau đó nhảy múa và nói lời thoại theo nhạc ôm mặc kê ma chua chung mung chù cô vài biểu diễn, thì đó là cái gì đây, múa si đà coi đó gọi là cái gì, cái gì mà các bạn đeo mặt nạ lên rồi các bạn múa nghe dễ dàng thôi, đeo mặt nạ lên mà múa thì chỉ có múa mặt nạ thôi đúng không các bạn? Đó cho nên là gì đây, người ta diễn tả rất là nhiều cái câu nó rất là dài và diễn tả rất là nhiều, tại vì khi người ta hỏi người ta diễn tả cái phải cái diễn tả hết cái âm nhạc đó nó có những cái gì và cái đó nó có cái gì đúng không, nhưng cái điểm chúng ta cần nghe thì chúng ta nghe chỗ nào đây, rất là đơn giản thôi. Ôi cô nè, đeo lên gì đây, cái gì mà đeo lên cái mặt để che lại, xong rồi gì đây, rồi chúng ta làm gì, sau đó chúng ta ôm mặt kem mà chua và chú mưu chú tạ. Ôm mặt gì đấy, nghe theo cái nền nhạc và nói nhảy. À, nghe cái nền nhạc để nhảy thì chỉ có là đeo mặt nạ mà nhảy chỉ có muốn mặt nạ. Ha, than, than chung đi nị tạ. Cái mặt nạ là gì đấy, người ta hỏi mặt nạ thì người ta có cái gọi gì? Tù cụ. Sư nương tô cù nương, cái dụng cụ gì mà để đeo lên mặt, ví dụ như có hình dạng hình người hình động vật để che cái mặt lại thì người ta hỏi dụng cụ thì lúc đó các bạn trả lời là thang đúng không, nhưng đây người ta không hỏi dụng cụ mà người ta có là đeo mặt nạ vào rồi cũng là hình này hình kia để thành hình khác, hình hình sinh vật hoặc hình động vật hoặc hình người khác vân 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 vân, để họ làm gì, họ nghe nhạc xong họ múa, họ múa họ nhảy thì cái đó gọi là cái gì, dân cực, dân kịch là gì đấy, kịch kịch đấy các bạn, hát kịch đấy à, múa xong mà hát kịch đấy
đeo mặt nạ vô rồi gì đây, nghe nhạc, hát kịch, múa nhảy. Các bạn mà nhìn xem những cái trên tivi là các bạn hiểu hết cái này nè, có chắc là có xem hết, tại vì cái này những cái ngày lễ ngày Tết hay là mình bật tivi lên nó có sẽ có những cái này, lâu lâu nó có những cái này, tại vì nó truyền thống mà. Như cô nói ngày xưa chưa có corona thì người ta hay biểu diễn ngoài trời, ngoài trời đấy, ở ở chỗ cô, công viên, ở chỗ công viên của cô á, là gần cái núi Cù Mô San ấy, thì vào nó có cái sự dàn sân khấu, thì vào cái thời điểm mà thứ bảy chủ nhật mà ngày lễ ngày đó là sẽ có những cái này có. Ví dụ như tuần nào cũng có, nhưng mà bây giờ là không có nữa, bây giờ là corona không ai hội hội họp được. Tuần nào cũng có hát gì Phansuri, ngoài Phansuri ra thì có là Samu Nuri, ngoài Samu Nuri thì có Thanh Trung tất cả người ta biểu diễn như cái trò cái truyền thống của Hàn Quốc đấy, ở chỗ cô nó hay có, nhưng bây giờ thì không có nữa. Rồi bây giờ câu tiếp theo họ cũng hỏi liên quan đến Thanh Trung, nhưng mà câu này đơn giản hơn. Đó là ôi cô đê thả đinh sư cô chú môn chú miệng sơ hà nâng cùng dân ngân mùa xì đạo có hấp nị ca. Thì câu này mình nghe là mình đón lên liền này, để có Thanh Trung này, cái câu kia thì nó còn dẫn tùm lum cái đúng không, nhưng câu này là đi vào trọng tâm luôn. Đó là cái gì mà vừa đeo vượt nạ vừa nhảy thì chỉ có Thanh Trung mà thôi đúng không. Câu này ngắn gọn súc tích nè, vào trung tâm luôn, không cần dẫn chuyện lòng vòng nữa. Ôi cô đê thả đinh sư cô, cái mặt nạ này, đeo cái mặt nạ lên rồi nhảy chung môn chung môn sao vừa nhảy vừa diễn công dân mùa xưa là con này ca thì gọi là gì, gọi là thanh thanh chung thì nghỉ ra đúng không. Câu này là vô trọng tâm luôn, không cần phải hướng dẫn không mà dễ vòng vòng cả, dễ đường đi vòng vòng mà người ta vào trọng tâm luôn, thì đúng vào câu này vào trọng tâm mình trả lời trọng tâm luôn đúng không. Đây, câu này thì dễ ha, câu này giống như cô giải thích hồi nãy rồi đấy. Câu 169 sẽ liên quan đến Taekwondo. Ngoài cái Taekwondo ra thì nó còn một con môn võ nên là môn võ Taekwondo. Thường thường thì ở đây chủ yếu là cho con đi học Taekwondo thôi đúng không? Đó, còn nó còn một môn võ cũng gọi là môn võ truyền thống Hàn Quốc nữa, để gọi là Taekwondo. Các bạn nó Taekwondo nó tương tự như giống như là Taekwondo, nhưng mà cái môn nó khác nha, cái quần Âu phục, cái quần áo mặc cũng khác nữa. Cho nên là ghi cái thế kênh này thì thế kênh này thì không không ở Hàn Quốc này bây giờ hiện tại thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà nó không phổ biến bằng cái Taekwondo. Thì ở đây để thế kênh này người ta sẽ hỏi như thế nào đây. UNESCO yêu mùa hơn dù sang người đô chờ trang tên ưu đi nả ra trần thông mùa xưa đô du yun han tông chắc người đô pha rừng vì chủ đô sai dông hà yô sang tê bằng hơn trà chế áp hà cô cha kỳ đứng bằng nhau hà nâng có sân mua xin đi cả. Ở phần trên thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, các bạn đừng nghe cái phần trên nha các bạn, tại vì di sản phi vật thể rất là nhiều đúng không, nghe mình nghe phần đầu mà mình đánh là cái thanh thất kinh này không được, tại vì di sản văn hóa phi vật thể nó rất là nhiều, được UNESCO công nhận rất là nhiều. Thì cái chỗ đầu này chúng ta nghe nó chưa có đi đến đâu cả, tại vì di sản văn hóa phi vật thể hồi nãy nó có nhiều lắm đúng không các bạn, cho nên là về cái phần này UNESCO công nhận, các bạn đừng đánh vào phần UNESCO công nhận, tại vì người ta đánh vào vào cái câu hỏi UNESCO nhiều lắm, UNESCO thế giới cũng UNESCO đúng không, di sản văn hóa vật thể cũng UNESCO, di sản tư liệu cũng UNESCO đúng không? Nhưng mà UNESCO người ta hỏi môn gì đây, trước tiên họ đánh vào cái hộ là được, cũng được UNESCO công nhận đấy là gì đây, môn truyền thống võ truyền thống của gì đây, của đất nước chúng ta u đi đã ra trần thông mù xuân là võ truyền thống ha, võ truyền thống ha. Võ truyền thống thì nó có taekwondo và thách cân, thì để làm sao chúng ta trả lời taekwondo và thách cân thì ở đây nhờ vào những điểm sau này. Du dân hành tông chắc là những động tác gì đây, linh hoạt, du dân là linh hoạt, với những cái động tác linh hoạt để trấn áp và phòng ngự mà chủ yếu sử dụng bằng chân. Pha rưng quy chu đô xài dông hại giờ. Thế kênh này chủ yếu sử dụng bằng chân nha, nhưng mà taekwondo là cả chân tay nha các bạn.
À, nhưng thép kênh này chủ yếu là dùng chân, đá chân, đá bằng chân. À, cho nó là về đây giữa thép taekwondo và thép kênh này là nó na ná nhau. Tí nữa mình sẽ đến taekwondo. Taekwondo này cũng na ná không, cũng là môn võ truyền thống, nhưng các bạn để ý cho cô cũng phòng ngự và tấn công.